hỏi này, mày nghĩ tao với Trúc có hy vọng đến với nhau không? Tao biết là mày sẽ trả lời thế mà. Nghĩ đến cái cảnh đấy thôi á là tao hơi sướng rồi. Nhưng mà mày là phải làm việc chăm chỉ lên để tao lấy tiền cưới Trúc đấy. Trong cái làng này có mỗi mày với lại Cường An Tiêm là chơi với tao thôi, còn lại ai cũng khinh tao nghèo khó. Cuộc sống à, chán thật đấy. Đi đâu đấy? Thì tao ra tâm sự với mày chứ đi đâu. Ở đây á có mỗi tao với con Châu là nói chuyện với mày thôi, mà nó đâu có trả lời mày được. Cũng đúng, cảm ơn nha. Ôi trời, tôi này mày đặt cảm ơn nữa trời. Mà này, tao nhiều khi tao cũng khó hiểu, trong cái làng này có mỗi tao mày tên Cường mà lại có mỗi mày chơi với tao. Có khi nào tao mày có duyên tiền định từ kiếp trước không nhỉ? Hay là kiếp trước tao mày là người yêu của nhau? Tao lại mày, đi ra. Nói cái gì? Gì vậy ba? Đùa thì thôi, làm gì mà tát đau thế? Nổi hết chứ gà. Mà này, lúc vừa nãy tao hỏi con Châu nó không trả lời. Mày nghĩ tao với Trúc có khả năng đến được với nhau không nhỉ? Hên xui. Mày có phải là bạn tao không đấy? Bạn thì bạn, nhưng mà mày phải nhìn vào sự thật đi chứ. Trúc á là cô gái xinh đẹp nhất cái làng này, còn mày á nghèo nhất làng. Bao nhiêu người theo đuổi Trúc, mày nghĩ mày có cơ hội à? Ôi thôi chết rồi. Sao đấy? Ui, bây giờ tao mới nhớ tao ra đây tao gặp mày để làm gì đấy. Hồi nãy á, tao thấy thằng Tùng Mắm nó dắt anh Toản của nó sang nhà cái Trúc đấy. Chắc là xin bố cái Trúc cho hai đứa qua lại với nhau đi. Sao mày không nói sớm? Thì tại mày cứ rồi nhắc cái vụ tâm sự với con Châu làm tao quên. Nhiều khi tao không biết là mày có phải là bạn tao không nữa. Để ý hộ con Châu nhá. Đi đây đi. Ừ. Đi. Ê, đừng đi. Chị yên tâm đi. Để cái Trúc đến với thằng Tùng nhà em ấy thì gia đình chị không phải lo cái gì đâu. Mà thôi, chị cứ suy nghĩ đi. Hai anh chị bọn em xin phép về trước. Cô Hoa này, hai anh em nhà thằng Tùng đến đây làm gì đấy? Mà sao trông cô buồn thế? Việc của nhà cô không liên quan đến cháu. Cháu đi về đi. Ơ kìa cô Hoa, có chuyện gì thì cô nói đi. Cô đã bảo không phải việc của cháu. Cháu đi về đi mà. Dạ vâng, thế thôi cháu về đây ạ. Ủa nóng thế không biết. Về nhanh thế. Anh em thằng Tùng qua nhà cái Trúc làm gì đấy? Mà sao mặt mày yếu xìu vậy? Coi chuyện gì? Nói nghe coi. Tao chả biết là anh em nhà thằng Tùng ấm sang đấy nói gì với cô Hoa nữa. Bữa nay cô Hoa lạ lắm. Bình thường tao sang ấy thì đón tiếp nồng nhiệt, hào hứng các thứ. Hôm nay sang thì lại còn cáo skỉnh, xong rồi còn đuổi tao về nữa. Cáo skỉnh à? Thôi, hỏng rồi. Có gì mà hỏng? Đây này nha, mày nghĩ thử xem. Tao không cần biết ấy, là thằng Tùng Ấm với anh nó sang nói gì với bà Hoa. Nhưng mà bà Hoa đã thay đổi với thái độ với mày, chắc chắn là nói xấu mày rồi. Tao thì có gì nói xấu mày nghèo cơ chứ. Để tao suy nghĩ xem mày có gì tốt nhờ. Mà thôi, để có gì tao điều tra cho. Thôi, gì mà buồn rầu nhìn chán thế. Về đi. Thế hàng của tao bao giờ thì có? Tao chờ lâu lắm rồi đấy. Thì ông cũng phải từ từ chứ. Bây giờ cũng phải cần thời gian, làm sao mà gấp được. Hơn nữa con bé nó sắp về rồi. Tôi chờ ông mấy ngày mà dài tận mấy tháng rồi đấy. Nhưng mà liệu con bé đấy nó về thì nó có theo ông hay không?
ông ấy đừng khinh thường tôi quá. Ông già của tôi đã sang gây áp lực với bà già nó rồi. Mà này, vụ này ấy, ông chỉ cần diễn cho tôi tốt một vài là được. Diễn gì mà diễn, tôi đâu phải là diễn viên đâu. Được. À, đây rồi, cô Hoa, cô nghe cháu nói đã. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng đến nhà tôi nữa. Không được, chuyện này cháu nhất định phải nói. Chuyện này liên quan tới Trúc đấy ạ. Cái Trúc nhà tôi á, nó không có chuyện gì đâu. Mà cậu á, cũng đừng quan tâm đến chuyện nhà tôi nữa. Cô Hoa này, có phải là anh em nhà thằng Tùng nó dọa gì cô không? Không, làm gì có chuyện đấy chứ. Thằng Tùng á, nó rất tốt, làm gì có chuyện đe dọa chứ. Mà Cường này, tiện đây á, cô cũng nói luôn cho cháu biết, cô á, đã đồng ý á, cho thằng Tùng á, qua lại tìm hiểu cái Trúc á. Vì vậy á, cô mong á, cháu cũng đừng làm phiền hai đứa đó nữa. Cô Hoa này, tại sao cô lại làm thế chứ? Thế còn cháu thì sao? Nhà cô á, chỉ có mình cái Trúc á, là con gái thôi. Cô biết á, cháu thích cái Trúc, nhưng cháu nhìn xem, cháu làm gì có tương lai chứ. Cháu làm sao á, lo cho nó có cuộc sống tốt đẹp được. Vậy nên á, cô mong á, cháu hãy buông tha cho cái Trúc, để cho nó có cuộc sống có tốt đẹp hơn. Một người mẹ như cô á, làm sao có thể để cho đứa con gái của mình có cuộc sống khổ như vậy được chứ. Cháu... Cô xin cháu đấy, cháu hãy buông tha cho cái Trúc nhà cô đi, để cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thôi, cháu đi về đi. Chẳng hiểu sao cô Châu Sắt suốt ngày hỏng anh ạ. Có cái gì đâu, đến người như anh em mình còn hỏng chứ nói gì đến cái máy cày. Một con này cũng phải 4-5 năm rồi nhở. Vâng, anh nói cũng đúng. À, tí nữa sửa xong ấy, vào ăn cùng nhà em cho vui. Ôi, cầm nước cái gì, anh giúp chú tí thôi, có gì to tác đâu. Anh cứ khách sáo, có bữa cơm thôi, có phải cỗ bản gì đâu anh. Căn bản là hôm nay là anh cũng có việc, cầm nước có khi là để hôm khác. Bây giờ chú cứ vào trong pha cho anh cấm nước chè là được rồi. Thôi, anh cũng bận thì em cũng chẳng dám giữ. Thế anh đợi em một chút nhá, em chạy vào em pha ấm nước chè, rồi anh vào anh uống nhá. Ờ, em cứ vào đi, xong anh vào. Vâng, em vào trước đây. Nhớ lấy cái bộ đồ nghề nhá. Dạ vâng ạ. Kêu mình sang sửa mà lại không đưa đồ nghề sửa. Thế sửa cho gì? Trúc. Anh là... Anh là Tùng, em trai của anh Toàn, ở cuối làng ấy. Dạ vâng ạ. Mẹ em đang bận việc ngoài đồng, bảo anh ra để đón em về. Dạ thế ạ. Thế thì anh cho em nhờ xe về với nhá. Em cảm ơn anh. Em lên xe đi. Trúc đây à? Làm anh giật hết cả mình. Anh làm gì mà thập thò cổng nhà em đấy? Anh tính qua nhà em chơi thôi. Qua nhà em chơi thì vào nhà đi, đứng đây làm gì? Từ từ đã. Mẹ em có nhà không? Mẹ em đi ra đồng rồi, sao đấy ạ? Không có gì. Trúc này, hay là mình ra ngoài đi. Anh vừa kiếm được chỗ này đẹp lắm. Cũng được. Đi. Anh Cường, dạo này công việc của anh thế nào rồi? Thì anh vẫn quen năm mấy tháng với con Châu với cái máy cày thôi. Sao anh không tìm công việc khác đi? Anh định suốt ngày quanh quẩn ở nhà như thế thôi à? Thì anh làm gì có tiền mà đi học nghề chứ.
Với lại nhà bây giờ còn mỗi mình anh. Anh phải ở nhà trông nom nhà cửa, với lại hương khói cho gia đình tổ tiên nữa. Cũng buồn thật. Quê mình thì đang còn nghèo. Ngày trước cứ bảo đi học đại học, khi ra trường ấy sẽ có công việc ổn định để làm. Vậy mà anh thấy đấy, em ra trường mà đã kiếm được công việc nào đâu. Đi xin việc ấy thì người ta yêu cầu kinh nghiệm, mà em sinh viên mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm đâu. Mà cũng may, anh Tùng ấy, anh ấy có anh bạn làm trên thành phố. Anh ấy bảo sẽ giới thiệu công việc cho em đấy. Thằng Tùng á? Anh thấy thằng Tùng không ổn đâu. Sao ạ? Em thấy anh ấy tốt mà. Mỗi lần em đi học về, anh ấy đều đón em. Với cả anh ấy cũng hay sang chơi với mẹ em nữa. Anh Cường, sao anh không nói gì? Không có gì đâu. Anh chợt nhớ ra là thằng Lương nó nhờ anh sửa cái máy cày. Thôi, mình về đi. Vâng. Đi. Đấy, chuyện là thế đấy. Ê, tao thấy trong chuyện này ấy nha, có gì đó mờ ám lắm. Rõ như ban ngày thế rồi còn mờ ám cái gì nữa. Chính tai tao đây này, nghe thấy thằng Tùng nói chuyện với bạn nó thế mà. Tao lo cho Trúc quá. Thế sao mày không nói cho mẹ con cái Trúc biết? Mày không thấy là cô Hoa còn cấm tao bước sang đến cổng đấy à? Mà tao chả hiểu anh em nhà thằng Tùng dọa cô Hoa cái gì. Mà sao cô Hoa có thái độ khác thế? Ủa rồi, tao nhớ rồi. Đợt trước tao có điều tra được ấy, hình như là anh em nhà thằng Tùng lúc trước có cho bà Hoa vay tiền. Nghe đâu là để lo cho cái Trúc ăn học. Có thể là anh em nó lấy cái số tiền đó ra để uy hiếp bà Hoa, để cho thằng Tùng với lại cái Trúc qua lại với nhau đấy. Bảo sao? Bây giờ mày có cách gì không? Tao cũng chưa biết nữa. Tạm thời không nghĩ ra. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ giúp mày. Nói bằng thừa. Cái thằng. Phải làm sao ta? Giới thiệu với cô và em, đây là anh Bắc, giám đốc công ty ở trên thành phố mà cháu đã từng giới thiệu với cô và em rồi đấy. Em chào anh ạ. Chào cháu. Cháu chào cô, anh chào em. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Bắc, giám đốc của công ty ở trên thành phố. Cháu là bạn với chỗ Tùng đấy. Nghe nói Trúc vừa mới ra trường, đang muốn tìm một công việc để làm. Hiện đây công ty cháu lại đang tuyển nhân sự, nên không biết là Trúc có nhã ý muốn đi làm không ạ? Nếu được hai anh giúp đỡ ấy, thì tốt quá ạ. Ấy chết, bọn anh đã giúp đỡ được gì đâu. Mà làm được hay không là còn do năng lực của em mà. Vậy khi nào thì em có thể phỏng vấn ạ? Đầu tuần sau đi. Đầu tuần sau anh sẽ đích thân về đây để đón em lên thành phố. Dạ thôi ạ, em tự đi lên cũng được mà. Trúc này, em cứ coi như anh Bắc đấy là anh đi, vì anh Bắc là bạn thân của anh mà. Em mà vào công ty ở trên thành phố ấy, chắc chắn được phát triển bản thân nhiều hơn đấy. Đúng rồi đấy, anh với Tùng đây là chỗ bạn thân. Hơn nữa Tùng lại là anh em người nhà em, nên là tất nhiên anh sẽ ưu ái cho em. Vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ. Ui, tôi chết rồi, nó sắp đưa Trúc lên thành phố rồi kìa. Mày yên tâm, tao có cách đây. Cô Hoa này, cô cứ yên tâm đi. Trúc lên thành phố đã có bọn cháu lo rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Con lên đấy sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ. Con lên đấy á, công việc mà khó khăn, vất vả quá thì về với mẹ. Về nhà mẹ con mình có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Kìa cô, cháu đưa em lên đấy là giúp em đổi đời mà. Anh Tùng này, anh ở nhà ấy, mẹ em có cần gì nhờ anh giúp đỡ mẹ em nhá. Em yên tâm đi, mẹ em mà cần gì ấy, anh giúp đỡ ngay, không phải lo nhá. Thôi, ta lên đường cho sớm, lên còn phỏng vấn nữa. Thôi, con đi đây mẹ. Chào cô ạ. Chào cô ạ.
em lên xe đi. Chưa đi được đâu. Thằng này là thằng nào đấy? Trúc, em đừng tin lời hai thằng này. Nó đang muốn lừa em vào cái đường dây của bọn chúng đấy. Anh Cường, anh đang nói cái gì đấy? Em xem đi. Đây là một clip mà thằng Cường tiêm nó quay lại được đấy. Ông thấy con bé thế nào? Nhìn non, vẻ dễ thương đúng không? Nhưng mà mẹ nó không nghi ngờ gì à? Nghi ngờ làm sao được chứ? Tôi đã bịt miệng mẹ nó từ lâu rồi. Tốt lắm. Ông đúng là cáo giả thật đấy. Tôi mà không cáo giả ấy thì làm sao mà làm được với ông chứ? À đúng rồi. Đợt này có một ông đại gia trên tỉnh đang tìm một con bé để đi tour. Con bé này chắc chắn là còn nguyên tem đấy. Xong vụ này tôi với ông kiếm khối tiền đấy. Được. Thế chứ, làm ăn nó phải thế. Lợi dụng sinh viên mới ra trường đang cần tìm việc làm, cho người gây sức ép với gia đình để dụ dỗ. Các người có gì để chối không? Trúc, em nghe anh nói đã. Anh muốn đưa em lên thành phố để phát triển thôi, chứ không có mục đích gì cả. Em phải nghe anh, thằng này nó đang nói linh tinh đấy, em phải tin anh. Khốn nạn, bằng chứng rõ ràng thế này rồi, mày còn định lừa tôi à? Mà bây giờ tôi đang có việc ở trên thành phố, thì tôi đi trước đây. Tôi cũng thế. Này. Anh Cường này, em không biết nói thế nào, nhưng mà cảm ơn anh nhiều nhá. Nếu không có anh phát hiện kịp thời thì không biết em sẽ như thế nào rồi. Con có làm sao không? Con không sao mẹ. May mà nhờ có anh Cường đấy. Cô cảm ơn cháu. Cô xin lỗi vì chuyện hôm trước nhá. Cháu đối xử tốt với Trúc và cô như vậy mà cô lại làm như vậy với cháu. Chuyện hôm trước? Không có gì đâu. Có gì anh sẽ kể cho em sau. Em không sao là tốt rồi. Thôi, anh vào nhà em ăn cơm đã nhá. Không có gì để cảm ơn cháu. Tiện đây á, cô có con gà, cháu ấy lại ăn cơm với mẹ con cô. Dạ, thôi không cần đâu ạ. Mẹ em đã nói thế rồi, thì anh vào nhà ăn cơm. Nếu mà cô và Trúc đã nói như vậy rồi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Cháu đồng ý ạ. Đi thôi anh. Đi thôi. Anh Cường này, hôm nay hẹn anh ra đây là em muốn nói lời cảm ơn với anh đấy. Nếu không có anh thì cuộc đời của em bây giờ không biết như thế nào rồi. Em đừng cảm ơn nữa, anh ngại lắm. Chuyện đấy thì có cái gì đâu chứ. À, mà anh với mẹ em có chuyện gì đấy? Sao mẹ em lại xin lỗi anh? Anh với lại cô có một chút hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Anh tốt thật đấy. Tốt như vậy chắc là nhiều người thích anh lắm nhở. Lại nhắc đến cái chuyện đấy, làm gì có ai đâu chứ. Anh vừa nghèo lại còn xấu trai nữa, chả có cô nào thèm thích anh cả. Có sao đâu, anh tuy hoàn cảnh không được như người ta nhưng mà anh lại chăm chỉ và tốt bụng. Với cả ấy, có ai cấm người nghèo không được yêu đâu. Thật ra thì anh cũng có thích một người. Chắc là anh đã thích cô nào rồi đúng không? Cái cô gái mà anh thích ấy là em đấy. Đó anh với.